Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, HUTECH công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2021. Theo đó, HUTECH xét tuyển 6.600 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy cho 50 ngành đào tạo theo 4 phương thức xét tuyển độc lập gồm: xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 và xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước đều có thể xét tuyển vào HUTECH theo 4 phương thức này. Trong đó, phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 chiếm 65% tổng chỉ tiêu xét tuyển. Lý giải về tỷ lệ này, đại diện nhà trường cho biết: theo nhà trường thì đây cũng là một trong những hình thức mà truyền thống, các em học sinh gần như là cũng đã dần quen với lại cái phương thức tuyển sinh này. Đồng thời thì theo cái định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kỳ thi trung học phổ thông thì có lẽ rằng là sẽ ổn định trong thời gian sắp tới, có nghĩa là kỳ thi trung học phổ thông năm 2021 cho tới 2025 thì giai đoạn này thì cũng sẽ ổn định các phương thức tuyển sinh. Thì bên cạnh đó thì nhà trường cũng mong muốn là cũng dần dần ổn định các phương thức tuyển sinh cho các em, thay vì là phải điều chỉnh và thay đổi các phương thức tuyển sinh liên tục trong mỗi năm. Thì trong suốt những năm trở lại đây thì nhà trường đều bên cạnh cái phương thức xét tuyển học bạ, bên cạnh phương thức thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhà trường chủ yếu là dành khoảng 60-65% chỉ tiêu để mà xét tuyển theo phương thức thi trung học phổ thông này. HUTECH thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do HUTECH quy định. Riêng với nhóm ngành sức khỏe, ở cả phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay các phương thức khác, điều kiện xét tuyển áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.